Chào mừng anh em bà con cô bác đến với kênh Xuân Thiện Cánh Xuyên nha. Hôm nay bên em quay cho bà con cô bác mình coi tham khảo. Này là một cặp bình nước ngọt nguồn sinh hàng nước á, cho Hino V8 300 ngựa. Đây quay cho anh em mình coi, để có nhu cầu sử dụng thì cứ alo liên hệ em ha. Hiện tại bên em đã test kiểm tra hết trơn nước rồi. Tại vì có bịch đồ này thì mình đã bịt lại rồi, kiểm tra nước hết trơn rồi. Bình này thì cân nặng của nó tầm khoảng hai mấy ký. Tùy theo anh em mình đặt dày mỏng nha. Này là bên khách hàng đặt là loại mỏng nhất để vượt thác vượt đèo gì đó không biết. Thì con này là 20 ký. Còn nếu mà loại dày 3 ly nữa thì nó sẽ vượt lên là 27-28 ký. Có tùy theo anh em bà con bác mình sử dụng thôi. Này là bình máy âm chạy ghe. Có loại bình chạy dài, bình dài để chạy chạy đu tôm á. Này là máy âm. Này bên em là bảo đảm là bao soi quý và cho bà con có bắt mình xài nha. Hàng bên em có cái nắp tròn, còn mấy chỗ khác thì làm nắp vuông. Thì bên em thì làm xin thưa là không có cầu kỳ hay là đẹp hay là cạnh tranh với ai hết trơn á. Nói chung là sản phẩm mình làm ra để phục vụ bà con mình xài cho nó tốt và ổn một cách tốt nhất thôi. Còn cạnh tranh giá cả hay là đẹp nữa thì em không có cạnh tranh ai hết trơn nha. Tự mình làm thì tự mình đánh giá và kiểm tra để phục vụ bà con thôi. Đây là dàn sinh hàng trong của nó. Rất là nhiều ống nha, ống dàn sinh hàng inox 100%. Bên em thì làm thì không có cạnh tranh với ai chứ á. Thì bà con nào nhu cầu sử dụng thì cứ alo liên hệ em. Em sẽ để số điện thoại dưới tiêu đề. Này là 2,5 tấc vuông nha. Này còn chiều này là nó 3 tấc, còn này là chiều ngang 2,5 tấc, chiều cao cũng 2,5 tấc. Sử dụng inox 304 100%, nó giống như con cá lóc mít mà ở dưới sông gì đó. Nó có hai cái đuôi và cái đầu ú quay ú nần. Này tầm chứa nước có tầm khoảng 20 mấy lít nha bà con, tầm khoảng 25 lít, bởi vì nó tới 300 ngựa lần mà. Còn ống này em sử dụng ống 42 nước ngọt 60, bao xo cho bà con của bác mình luôn. Rồi bà con nào nhu cầu sử dụng cứ alo em nha. Một nữa thì bên em làm thì bà con của bác nào quan tâm thì cứ alo liên hệ hoặc là bình luận hỏi địa chỉ gì đó. Còn anh em nào mà thích cà kìa thì xin cho qua ha. Anh em nào biết gì giỏi gì đó xin cho qua, tại bên em bán hàng không có cạnh tranh hay là đẹp mẫu mã cầu kỳ cầu, miễn sao mình xài phục vụ anh em bà con tốt ok là được rồi, là mừng rồi. Cảm ơn bà con nha. Đây là cặp bình nước ngọt